Hello, xin chào tất cả các anh chị, chào tất cả các anh chị khách mời đến với webinar sáng hôm nay. Sáng hôm nay chúng ta quay trở lại với webinar hàng tuần để chúng ta cùng chia sẻ với nhau về cơ hội on passive. Trong tuần trước các anh chị đã nghe, những anh chị đã nghe một lần thì hôm nay hãy nghe lại một lần nữa, rồi các anh chị sẽ lấy cái quyết định cho mình. Thật là tốt cho cuộc đời của mình và gia đình mình. Chào mừng các anh chị đến với sáng hôm nay. Sáng hôm nay chúng ta chia sẻ với nhau cơ hội on passive. Thì trong khoảng 1 giờ tới đây, các anh chị hãy dành thời gian để tập trung ha. Chúng ta lắng nghe cơ hội này, nó sẽ giúp cho các anh chị thay đổi cuộc sống của mình. Các anh chị hãy bỏ điện thoại, bỏ tivi, bỏ tất cả những gì ở bên ngoài ra để chúng ta có thể tập trung và nhiều năng lượng nhất, đón nhận nhiều thông tin nhất để giúp cho các anh chị hiểu hơn về On Basil. Sáng hôm nay các anh chị sẽ được nghe On Basil là gì, On Basil có phải là công ty có thật không, những sản phẩm của On Basil là gì, On Basil nó giúp cho mình thay đổi cuộc sống của mình như thế nào. Những thông tin các anh chị sẽ được khám phá trong buổi sáng hôm nay. Và bây giờ đây, không để các anh chị chờ lâu, xin giới thiệu với tất cả các anh chị Julie đến từ Mỹ. Chị là thành viên của hội đồng lãnh đạo của On Basil, và sáng hôm nay chị sẽ chia sẻ với cộng đồng Việt Nam của chúng ta để giúp cho chúng ta hiểu hơn về công ty On Basil. Xin các chị cho một tràng vỗ tay để chúng ta chào đón chị Julie ha. Xin mời Cảm chị. ơn Sơn, cảm ơn Sơn rất là nhiều. Cảm ơn tất cả các anh chị em đã vào cuộc họp ngày hôm nay. Julie hôm nay ngồi ở một nơi lạ, cho nên là hy vọng mọi thứ wifi tất cả mọi thứ sẽ được được tốt đẹp, chứ không thôi cắt ngắn ở đây thì cũng tội nghiệp. Cảm ơn quý vị, tất cả các anh chị em, các cô, các chú, các bác đã vào trong cái cuộc họp ngày hôm nay. Hy vọng rằng quý vị có thể dùng một tí thời gian nào đó cho mình để cho mình có một cái cơ hội, tại vì những cái cơ hội mà chia sẻ với quý vị ngày hôm nay sẽ không có ở với chúng ta lâu dài, cái cơ hội này sẽ không có xảy đến trong cái cuộc sống của chúng ta nữa đâu. Cho nên hy vọng rằng tất cả các anh chị em được mời vào đây, những người mời tất cả các anh chị em vào đây là những người rất là lo lắng cho quý vị, muốn quý vị có một cái cuộc sống thoải mái. Cho nên chúng ta vào đây ha, cái này là cái tiếng Mỹ, đợi Julie tí xíu nha quý vị, xin lỗi quý vị. Tiếng Anh. Cảm ơn tất cả. Những cái cuộc nói chuyện của chúng ta ngày hôm nay, thật sự mà nói là đây là một cái cơ hội mà Julie đã 20 năm qua làm việc, là một người làm chủ những doanh nghiệp, nhưng mà chưa thấy cái cơ hội nào được như cái cơ hội mà chúng ta đang có bây giờ. Thì tất cả chúng ta vào đây tham gia một cái cuộc họp như vậy cũng đều muốn biết là công ty này có hợp pháp hay không, có đạo đức hay không, và có thật hay không, các sản phẩm là gì và chúng có khả thi như thế nào, có khả thi hay không, và giám đốc của điều hành của công ty này là ai, những ban lãnh đạo là ai, công ty OnPassive hoạt động như thế nào. Tất cả những cái câu hỏi này đều là những cái câu hỏi chúng ta đều muốn biết khi chúng ta vào những cái cuộc họp như thế này. Lệ phí đăng ký là bao nhiêu, tôi có cần phải làm cái gì không khi chúng ta vào công ty này, và cái câu hỏi cuối cùng là tôi có thực sự có thể kiếm tiền được không, tại vì cái câu hỏi này nó cũng rất là quan trọng cho tất cả mọi người trong chúng ta. Thì thật sự mà nói, chúng ta ở đây là chúng ta muốn tham dự vào một cái công ty gọi là On Passive. Công ty này sẽ cho chúng ta những sự chiến thắng, và những sự chiến thắng này chúng ta sẽ chưa bao giờ thấy thôi quý vị. Công ty có hợp pháp hay không, có đạo đức và có thật hay không, đó là cái câu hỏi đầu tiên mà tất cả chúng ta đều thắc mắc. Thưa quý vị, On Passive đã được đăng ký từ ngày 19 tháng 11 năm 2018 tại Florida, Orlando, Florida, và có hợp pháp và có được chấp nhận tại hơn 200 quốc gia trên toàn thế giới. Công ty On Passive của chúng ta là một công ty tư nhân, công ty có hai văn phòng ở hai xin lỗi, công ty có văn phòng ở hai địa điểm, và các nơi khác sắp sẽ khai trương rất là sớm. Công ty On Passive của chúng ta sẽ có dự định có trên 1.000 văn phòng trên toàn thế giới. Giám đốc điều hành có những nhóm pháp lý đã làm việc chặt chẽ với các chính phủ toàn cầu để làm sao có thể bảo đảm được công ty kinh doanh hợp pháp và có đạo đức, thưa quý vị.
Hai văn phòng của chúng ta, văn phòng thứ nhất là ở Orlando, Florida, nơi mà ông giám đốc của chúng ta đang làm việc. Văn phòng thứ hai là một cái building rất là lớn, 6 tầng ở bên Hyderabad, High Tech City. Và đây là nơi cho những anh chị em từ 600 tới 700 anh chị em, tất cả những người nhân viên về công nghệ. Tất cả các anh chị em này bao gồm cả ngàn năm kinh nghiệm, rất là tận tình và muốn đem lại hết những cái năng lực, nỗ lực và những cái tài năng của mình cho Unpassive, cho tới hết cuộc đời của họ đó quý vị. Công ty Unpassive của chúng ta là một công ty như thế nào? Là một công ty tự tài trợ. Các sản phẩm được xây dựng từ đầu, từ gốc rễ. Các sản phẩm của chúng ta là các sản phẩm trí tuệ nhân tạo. Hiện tại bây giờ chúng ta có hơn 970.000 khách hàng. Và những người này là những người đã nhìn thấy tầm nhìn xa của công ty Unpassive. Hiện tại bây giờ chúng ta có cả hàng ngàn người đang tham gia vào trong công ty Unpassive của chúng ta hàng ngày. Công ty Unpassive cung cấp một giải pháp Internet tổng thể cho tất cả mọi người trên toàn thế giới, không kể về tuổi tác và không kể về khả năng của họ nữa quý vị. Công ty Unpassive sẽ hoàn thành tất cả cho chúng ta các nền tảng gắn vào và chạy. Chúng ta chỉ cần gắn vào và chạy mà thôi. Một lần đăng nhập, chúng ta sẽ có quyền truy cập vào hết tất cả những sản phẩm. Công ty Unpassive của chúng ta là một công ty 100% tự động. Và cái đặc biệt hơn nữa là công ty Unpassive của chúng ta, những cái lệ phí rất là rẻ, không ngờ thưa quý vị. Unpassive sẽ đem lại cho tất cả chúng ta nhiều giá trị hơn bất cứ các công ty nào trên toàn thế giới hoặc trên vũ trụ có thể cung cấp cho chúng ta. Đây là một câu nói rất là chắc chắn của anh Ash Mufarad, là một người mà nhà giám đốc của công ty Unpassive thưa quý vị. Các sản phẩm của Unpassive là gì? Chúng ta biết rằng nó có khả thi hay không? Thưa quý vị, Unpassive là một công ty công nghệ thông tin toàn cầu, có bộ phận, có bộ sản phẩm kỹ thuật số liên kết với nhau. Các đặc điểm chính của sản phẩm của chúng ta là các công cụ cần thiết để kinh doanh trực tuyến thành công, nhu cầu sử dụng cao trên toàn cầu, các phẩm chất tốt hơn, cách dùng một cách đơn giản và các giá thấp hơn so với những đối thủ cạnh tranh. Thật sự mà nói, trong công ty Unpassive của chúng ta, công ty Unpassive của chúng ta tạo ra không có sự cạnh tranh với tất cả những sản phẩm mà hiện tại trên thị trường, tại vì có những sản phẩm của Unpassive của chúng ta sẽ mang rất là nhiều giá trị đến cho người khách hàng của chúng ta. Công ty Unpassive là một công ty công nghệ có cảm ứng cao và hoàn toàn đáng tin cậy, có lưu lượng truy cập thật, có được công ty Unpassive của chúng ta rất minh bạch và tự nhiên có thể trả tiền cho chúng ta khi chúng ta không cần phải làm gì hết. Công ty Unpassive của chúng ta đóng một cái vai trò hướng dẫn thay đổi các mô hình trên toàn cầu. Đó là Unpassive đã được trả tiền hậu hĩnh. Thưa quý vị, bốn cái trụ cột quan trọng nhất của công ty Unpassive của chúng ta, cái trụ cột thứ nhất là về công cụ, trụ cột thứ hai là về tự động hóa, trụ cột thứ ba là khách hàng tiềm năng, và trụ cột thứ tư là chúng ta có thu nhập tự động. Nếu chúng ta không cần làm cái gì, chúng ta cũng có thể có quyền thu nhập được nếu chúng ta là những người thành viên sáng lập của Unpassive. Đây là những sản phẩm mà công ty Unpassive dự định sẽ cho ra mắt trong năm 2021. Có thể sẽ cho ra mắt cho những người sáng lập viên được có thể sử dụng, được có thể thử những sản phẩm, và trong 2021 có thể cho ra trên thế giới. Nói với nhà giám đốc điều hành của công ty Unpassive của chúng ta, ông ta là ông Ash Mufarad, ông ta có một tầm nhìn rất là xa rộng. Ông ta nói rằng chúng tôi đã tạo ra Unpassive bằng trí tuệ nhân tạo và bằng tình yêu. Khi chúng ta nói chuyện với anh Ash Mufarad hay chúng ta ngồi lại trong cái cuộc họp
của công ty On Passive của chúng ta thì chúng ta thấy rằng ông Ash Mufarid là một người có một tầm nhìn xa rộng về tương lai. Ông bảo đảm cho tất cả mọi người đều được thành công. Cái tầm nhìn của anh ấy là sẽ tạo ra một công ty nơi mà tất cả mọi người đều có thể thành công. Một công ty có chính trực và giá trị sạch sẽ và cung cấp và cao cấp, xin lỗi quý vị. Anh ấy là một nhà tiếp thị liên kết hàng đầu. Anh ấy là một bậc thầy về tiếp thị, về công nghệ và thúc đẩy các lưu lượng truy cập tới những người khách hàng có đầy đủ tiêu chuẩn đến những cái sản phẩm và những dịch vụ chúng ta đang có. Anh ta có bằng thạc sĩ về công nghệ thông tin và thương mại điện tử tại Đại học Intercontinental Hoa Kỳ. Anh ta đã theo và học thêm những khóa ở Đại học Harvard ở bên Hoa Kỳ. Anh có tầm nhìn xa và những cái kinh nghiệm của anh ta có trong vòng 20 năm trong ngành kinh doanh và đặc biệt là về vấn đề công nghệ. Anh ta là một bậc thầy trong việc thúc đẩy lưu lượng khách hàng tiềm năng truy cập đến các công ty, các sản phẩm. Mục tiêu của anh ta là làm thế nào để giúp 97% những người chưa được bao giờ có sự thành công trên lĩnh vực trực tuyến hoặc trong cuộc sống. Và anh ta là một người đàn ông, của gia đình. Anh ta có một người vợ và hai người con trai trẻ. Công ty On Passive hoạt động như thế nào? Công ty On Passive đang trong cái giai đoạn chuẩn bị ra mắt và tất cả chúng ta đây ai cũng có thể có một cơ hội để trở thành nhà thành viên sáng lập. Khi công ty ra mắt, những nhà sáng lập này sẽ trở thành những người khách hàng mua các sản phẩm và mua các dịch vụ. On Passive sẽ làm việc, sẽ mang lại khách hàng cho tất cả chúng ta. On Passive sẽ đảm nhận tất cả những dịch vụ quảng cáo, tiếp thị và chăm sóc khách hàng của chúng ta. Và chúng ta sẽ kiếm được tiền hoa hồng mà chúng ta không cần phải làm những việc gì hết. Công ty On Passive vận hành, khi công ty On Passive vận hành, sẽ vận hành một hoàn toàn tự động, thực hiện hết tất cả cho quý vị, cho tất cả chúng ta. Chúng ta chỉ cần vào và chạy đi. Thật sự mà nói, đây là một cái điều mà Julie lúc nào cũng ước mong có một cái hệ thống nào, một cái công ty nào sẽ làm giúp cho mình để mình có thể cài vào và quên đi. Và bạn sẽ được nhận những tiền ở phần lợi nhuận rất là cao. Nếu quý vị có doanh nghiệp hợp pháp, quý vị có thể đưa vào cái nền tảng của On Passive. On Passive sẽ thúc đẩy và lưu lượng khách hàng truy cập đến các doanh nghiệp của quý vị và giúp quý vị có được những khách hàng tiềm năng đang tìm kiếm những sản phẩm, những dịch vụ mà quý vị đang cung cấp. Thật sự mà nói, nếu mà bạn không có một cái doanh nghiệp, bạn cũng có thể vào On Passive được. Điều đó không có sao hết. Tại vì On Passive sẽ là một cái doanh nghiệp của bạn mà bạn hoàn toàn không cần phải tuyển dụng những người khách hàng và không cần phải đi ra bán hàng nữa quý vị. Cái cơ hội mà tất cả chúng ta chia sẻ với quý vị ngày hôm nay là quý vị có cơ hội để trở thành một vị trí, một nhà thành viên sáng lập của công ty. Các vị trí này sẽ giúp cho chúng ta là những người đứng đầu từ công ty, đứng đầu của một công ty công nghệ thông tin toàn cầu. Chúng ta sẽ được thuộc vào 1% những người đi đầu trong công ty trước khi công ty ra mắt. Chúng ta sẽ được truy cập độc quyền các sản phẩm, các dụng công cụ và các dịch vụ. Công ty, cái cơ hội này sẽ giúp chúng ta có được một cái bảo đảm lưu lượng khách hàng tiềm năng truy cập vào tất cả các doanh nghiệp của chúng ta. Nếu chúng ta có những doanh nghiệp khác ngoài On Passive thì On Passive cũng giúp chúng ta để mà đảm bảo cái lưu lượng khách hàng tiềm năng cho những cái dịch vụ, những cái doanh nghiệp của chúng ta như vậy. Cái cơ hội này sẽ giúp cho chúng ta được thu nhập thụ động liên tục cho đến các thế hệ sau. Công ty On Passive này mở ra để bắt buộc chúng ta sẽ là những người sẽ được thành công. Những thành viên của On Passive là những thành viên gọi là một cái vòng tròn nội bộ. Chúng ta có chia sẻ những tin tức đầu tiên và chúng ta sẽ là những người biết những cái tin tức đó trước khi đưa ra tới công chúng. Mà cái điều hay nhất nữa là công ty On Passive giúp cho chúng ta có cơ hội có được một cuộc sống dồi dào, phong phú và càng nhiều hơn nữa quý vị. Tất cả chúng ta khi vào trong công ty On Passive, chúng ta sẽ chiến thắng.
Công ty On Passive của chúng ta cho chúng ta cái cơ hội, chúng ta cũng vẫn muốn hỏi công cái cơ hội này tốn chúng ta hết bao nhiêu tiền. Thưa quý vị, có một khoản thanh toán từ tiền tiền túi. Cái khoản này chỉ có 97 đô la và nếu quý vị trả tiền credit card thì quý vị cộng thêm 5 đô la trên đó, có nghĩa là 102 đô la. Khi mà quý vị cộng cái số đóng cái số tiền đó vào thì quý vị sẽ trở thành người sáng lập của công ty On Passive. Điều này cho thấy chúng ta đều có phần trong cuộc chơi và chúng ta có cái sự tin tưởng và có một cái tầm nhìn xa. Khi chúng ta đóng cái số tiền đó vào thì chúng ta sẽ giữ chỗ cho chúng ta trong một cái kế hoạch trả tiền mang tính cách mạng của On Passive. Sau khi On Passive ra mắt, tất cả chúng ta sẽ trở thành những người khách hàng với khoản thanh toán một lần nữa từ 200 tới 300 đô la ra từ túi của chúng ta. Lúc đó thì bạn có quyền truy cập vào tất cả những sản phẩm và dịch vụ mà chúng ta có thể sử dụng cho những cái công dụng, cho những cái doanh nghiệp của chúng ta. Sau những cái lệ phí đó, cái lệ phí đăng ký duy trì hàng tháng của quý vị sẽ được tự động thanh toán trích ra từ cái thu nhập của quý vị mà công ty làm cho quý vị. Vì vậy, khi quý vị làm chủ một công ty như công ty On Passive này, quý vị chỉ có tốn tiền túi của mình ra là khoảng chừng 300 đô la tới 400 đô la mà thôi. Và đó là tất cả các số tiền quý vị phải bỏ ra từ túi của mình. Khi nói như vậy, khi chúng ta trả tiền tới thì chúng ta đều lúc nào cũng muốn hỏi lợi ích của tôi như thế nào khi mà tôi trở thành một nhà thành viên sáng lập. Thưa quý vị, cái lợi ích thứ nhất và đây chỉ có là ba cái điều chính Julie muốn đưa ra, nhưng nó sẽ có rất nhiều những lợi ích để chúng ta khi chúng ta trở thành những thành viên sáng lập của công ty On Passive. Chúng ta được giữ chỗ trong kế hoạch trả tiền mang tính cách mạng của On Passive. Cơ hội này sẽ đóng lại khi công ty On Passive của chúng ta ra mắt và không còn chấp nhận một người sáng lập nào trong công ty vào trong công ty nữa, thưa quý vị. Cái thứ hai, quý vị có thể xây dựng những nhóm khách hàng của mình ngay trước từ bây giờ bằng cách mời những người khác vào tham gia với chúng ta. Thưa quý vị không cần phải làm điều đó, nhưng đây là cơ hội giúp cho quý vị để xây dựng những nhóm khách hàng của mình trước khi công ty chúng ta mở cửa. Khi chúng ta là những người sáng lập của công ty On Passive sẽ có các đặc quyền như được đưa vào các chiến dịch tiếp thị đặc biệt, quyền thử nghiệm và các sản phẩm của công ty On Passive của chúng ta. Chúng ta cũng có được nhận những tiền thưởng và tham dự các buổi họp chung và riêng với ông giám đốc của công ty On Passive, thưa quý vị. Nói tới lưu lượng truy cập thì chúng ta có thể nghĩ lưu lượng truy cập có nghĩa là gì? Điều này sẽ làm việc gì cho tôi? Và tôi có thể kiếm tiền được hay không? Thưa quý vị, On Passive sẽ sử dụng các công nghệ trí tuệ nhân tạo để nhắm đến các khách hàng đem tìm kiếm các sản phẩm, các công cụ, các dịch vụ của công ty On Passive. Ông Ash Mofar là người giám đốc điều hành của chúng ta, là một người chuyên gia về lưu lượng truy cập. Các nhóm của ông đã tạo ra nhiều chiến dịch tiếp thị sẵn sàng để hoạt động, thưa quý vị. Mỗi nhà sáng lập hoặc là mỗi khách hàng đều có một cái tên miền của mình hoặc là một cái website duy nhất để lưu hành trên toàn cầu. Cái trang web này của bạn sẽ rất là tươi tắn và mới mẻ hàng ngày do On Passive sẽ đăng lên và quản lý cho chúng ta. On Passive sẽ thúc đẩy lưu lượng khách hàng truy cập đến website của chúng ta. Khách hàng sẽ nhấp vào và mua các gói hoặc từ các sản phẩm riêng rẻ. Bạn sẽ kiếm được những cái tiền hoa hồng. Bạn sẽ không cần phải quản lý những khách hàng vì On Passive đã thực hiện những cái điều đó để làm sao có thể đem cho quý vị những cái công việc rất là nhẹ nhàng bằng cách chỉ ngồi đó và nhận được những cái tiền bonus thôi, thưa quý vị. Bạn sẽ chỉ nhận tiền thôi và không cần phải làm những điều đó. Công ty On Passive sẽ làm những điều đó cho chúng ta.
Chúng ta nói tới đây thì chúng ta thấy rằng công ty On Passive là một công ty rất là hay, rất là lớn, sẽ làm hết tất cả những gì cho chúng ta. Đối với Julie, công ty On Passive nó sẽ là một cái giải đáp cho những điều khó khăn trong cuộc sống của chúng ta. Thì chúng ta tự hỏi mình tại sao ông giám đốc điều hành này làm những cái việc như vậy. Thưa quý vị, cái tầm nhìn của ông Ash Mulford là làm sao tạo ra một cái sân chơi bình đẳng cho tất cả mọi người được thành công. Kế hoạch trả thưởng độc quyền của ông anh ấy rất hào phóng và sẽ công bố cho chúng ta khi công ty ra mắt. Ông ấy muốn chúng ta làm thế nào? Hãy lo cho chính mình trước, và sau khi đó mình no đầy đủ rồi thì mình sẽ giúp đỡ những người xung quanh. Chúng ta có sản phẩm gọi là Obless, là một sản phẩm giúp chúng ta làm được cái điều đó. Cái tiếp theo, ông làm tại vì tiền không phải là một cái động lực thúc đẩy ông ta. Ông ta muốn trở thành một người tốt bụng nhất trên toàn thế giới. Ông không muốn trở thành một người giàu nhất. Nhưng khi ông để lại cái di sản, cái will của mình, cái legacy của mình, ông ta muốn biết rằng ông ta là người tốt bụng nhất trên toàn thế giới. Giúp chúng ta làm thế nào chúng ta có sự thành công để chúng ta có thể trả lại cho nhân loại, chính là điều mà ông ấy rất là vui thích. Ông muốn 97% tất cả chúng ta được chiến thắng, và ông ta đã tạo ra một cái mô hình kinh doanh chưa từng có bao giờ, và quý vị sẽ không bao giờ thấy được cái mô hình kinh doanh nào nữa đâu, thưa quý vị. Nếu mà chúng ta nhìn cái hình ảnh này thì chúng ta biết tất cả đây là những người thành công trên toàn thế giới. Nhưng anh Ash Mulford sẽ là người nổi bật nhất là tại vì trái tim của anh ta. Quý vị thấy rằng những anh ở đây, quý vị thấy ông Mark Zuckerberg, ông Elon Musk, ông Steve Jobs, ông Jeff Bezos là những người rất là giàu có trên toàn thế giới. Rất là những người tỷ phú, thưa quý vị. Nhưng mà nếu quý vị hỏi thử, nếu mà những anh tỷ phú này mà chia $1,000,000 cho tất cả mọi người trên toàn thế giới, anh ta cũng là người giàu nhất. Nhưng những người này không làm điều đó, anh Ash sẽ là người làm điều đó. Và anh nói rằng tôi mong muốn làm sao tôi có thể làm được $1,000,000 trong vòng 24 tiếng đồng hồ và cho đi hết tất cả, chỉ giữ lại $1,000 cho chính anh để mà xài. Thưa quý vị, anh cảm thấy rằng $1,000 hàng ngày của anh cũng rất là lớn, cũng rất là dư dặt rồi. Cho nên cái ước mong của anh làm sao để có thể cho đi $1,000,000 hàng ngày. Và đây là những người founder, những người sáng lập, là những người sẽ đem ra và sẽ chia sẻ lại cho thế giới. Và anh Ash là người bắt đầu làm cái công việc đó cho chúng ta. Nói tới đây thì quý vị có thể hỏi tôi cần phải làm gì bắt đầu từ bây giờ. Thì quý vị nên trở lại với những người chia sẻ với cuộc họp của quý vị ngày hôm nay, để quý vị lấy cái link của họ để quý vị có thể liên đăng ký vào để trở thành một nhà sáng lập, của thành viên sáng lập. Khi mà chúng ta vào trong công ty On Passive thì chúng ta được mời để vào, chứ không tự ai có thể vào trong công ty On Passive được. Khi quý vị vào thì quý vị mời hoặc chia sẻ những cơ hội này cho những người khác, để giúp làm sao quý vị có thể xây dựng những cái nhóm khách hàng của quý vị trước. Quý vị biết rằng quý vị không cần phải làm cái điều đó, nhưng quý vị hãy nhớ rằng khi mình mở cửa hàng mình ra, nếu có khách thì mình sẽ có tiền liền, còn nếu mình không có khách thì mình sẽ phải ngồi đợi cho tới chừng nào khách vào. Thì thật sự mà nói, công ty On Passive cũng sẽ làm những cái điều đó cho chúng ta. Nhưng nếu chúng ta muốn, chúng ta cũng có thể có cơ hội để đem những khách hàng vào được. Nếu bạn không thích làm như vậy thì cũng chẳng sao, bạn cũng sẽ thành công trong công ty On Passive. Quý vị, tất cả chúng ta nên truy cập vào cái website của chúng ta là www.onpassive.com để tìm hiểu và biết thêm những chi tiết và biết thêm những sản phẩm của chúng ta. Nói tới đây thì Julie muốn kết thúc bằng cách rằng thật sự mà nói, tất cả chúng ta ai cũng đều có một cái sự hy vọng trong cuộc sống. Chúng ta biết rằng nếu chúng ta bỏ sự hy vọng đó đi thì thật sự chúng ta sẽ không có một cái mục đích để sống trên cuộc đời. Nhưng tất cả chúng ta ai cũng có một cái hy vọng, dù cho những việc xảy ra trong cuộc sống của chúng ta từ quá khứ hay là những tình trạng mà chúng ta có sống hiện tại bây giờ, chúng ta nên chủ động
chú trọng vào cái tương lai của chúng ta. Đừng có để những chuyện gì xảy ra, những tình trạng hiện tại của chúng ta quyết định cho cái sự tương lai của chúng ta. Chúng ta nên tập trung vào cái phần thưởng đứng đằng trước của chúng ta đây, để làm sao chúng ta có thể tiến lên và để được thành công. Thưa quý vị, cảm ơn tất cả quý vị, các anh chị em đã vào tham gia cái cuộc họp ngày hôm nay. Đây là những bàn tay mà anh Ash Mulford muốn tất cả chúng ta cũng bỏ tay vào, để làm sao chúng ta có thể giúp được thế giới. Cho nên anh ta cảm ơn tất cả các anh chị em nào, những người đã là những người thành viên sáng lập. Chúng ta nên chia sẻ những điều đó cho tất cả các anh chị em trên toàn thế giới. Và tôi là tên là Julie Nguyễn, tôi là một người thành viên sáng lập, và tôi là một người rất tự hào là một thành viên sáng lập của công ty On Passive. Đây, hiện tại cho tới bây giờ, nếu quý vị có những câu hỏi gì thì làm ơn giơ tay lên, để làm sao mình có thể nào, để mình có cách nào, để mình có thể làm những cái điều gì mà mình khuất, mình không hiểu, mình có thể hỏi ngay bây giờ, thì Julie và tất cả các anh chị em đây cũng có thể giúp quý vị được ạ. Xin cảm ơn quý vị. Yes, cảm ơn chị Julie chia sẻ sáng nay. Các anh chị ơi, các anh chị có câu hỏi nào thì xin vui lòng đặt câu hỏi ha. Em thấy có anh Bùi Xuân Huấn, anh bật mic lên để đặt câu hỏi đi anh. Alo. Sau này chỉ có làm. Ok, như vậy thì anh Hướng ảnh bỏ tay xuống rồi. Các anh chị ơi, các anh chị có đặt câu hỏi thì xin vui lòng đặt câu hỏi. Có chị Julie ở đây sẽ giải đáp, chia sẻ với các anh chị ha. Rồi, xin mời anh Trịnh Văn Biên mở mic lên và đặt câu hỏi đi anh. Alo, anh mở rồi đó, anh đặt câu hỏi đi anh Biên này. Vâng, xin chào mọi người, buổi sáng chủ nhật. Mọi người có nghe gì không ạ? Dạ vâng, nghe anh hỏi đi ạ. Vâng. Em nghe đến cấu trúc của nền tảng công nghệ kinh doanh mà tự động hóa như thế này thì em cảm thấy nó rất là tuyệt vời cho tương lai. Nhưng mà để làm được là vừa rồi em có cập nhật thấy thì là cái ban đầu là 400 USD cho tất cả những phí ban đầu phải không ạ? Sơn có hiểu anh nói không Sơn? Chú Huy yeah. Không hiểu cái câu hỏi của anh ta. Dạ. Yeah. Anh Biên ơi, trong cái slide trình bày sáng nay đó thì cái phí để đăng ký làm founder là 97 đô cộng với 5 đô phí visa, tổng là 102 đô là để đăng ký vị trí làm founder. Và khi công ty On Passive chính thức ra mắt thì các founder sẽ đóng một lần phí duy nhất nữa để kích hoạt các tài khoản, và mình nhận tất cả những thù lao và cũng như là cái quyền được sử dụng các sản phẩm của On Passive. Thì cái phí này nó tầm khoảng từ 200 đến 300 đô la, như vậy tổng cộng trong cái slide nói là tổng cộng khoảng 400 đô la là tất cả cho một cái doanh nghiệp online của anh ha. Vâng. Và để chúng ta những cái đấy đi vào hoạt động thì trong thời gian thì chúng ta chưa có thể biết trước được nó sẽ khởi chạy chừng nào phải không ạ? Hiện tại bây giờ chúng ta không có cái ngày về công ty khởi chạy cái thật sự mà nói là những cái sản phẩm của chúng ta đã được đang thử ở đằng sau lưng trong công ty của chúng ta, những người nhân viên đang thử. Còn cái ngày khởi chạy là một cái nó là một cái giai đoạn, nó là từng bước một chứ không phải là ra, cho nên là chúng ta hiện tại bây giờ chưa có cái ngày đó là cái gì. Nhưng trong tháng 10 này là một cái tháng rất là quan trọng. Nếu anh chị em muốn biết thêm chi tiết về những sản phẩm, nếu mà anh chị em muốn biết thêm thì chú ý nghĩ rằng tốt nhất quý vị sẽ trở thành một người nhà thành viên sáng lập. Chúng ta vào trong 30 ngày, nếu chúng ta không thấy những gì chúng ta muốn thì chúng ta có thể hoàn tiền lại. Nhưng quý vị, khi quý vị vào trong công ty On Passive, quý vị thấy những gì đang xảy ra trong công ty On Passive, quý vị sẽ không bao giờ
muốn lấy tiền lại đâu. Nhưng nói về cái ngày ra chạy chạy đó thì công ty hiện tại chúng ta không có cái ngày đó, chưa có cái ngày đó. Vâng, và đang chúng ta đang chỉ là trên tiến trình để chờ đợi ngày đấy. Và... đúng. Dạ, cảm ơn anh Biên. Anh có đặt thêm câu hỏi gì không anh? Vâng, tuy nhiên thì em cũng chưa vào sâu bên trong để hiểu lắm, nhưng mà bằng cái tưởng tượng hóa thì em nghĩ là nó cũng có cấu trúc rất là hiện đại trong tương lai thôi. Còn hiện tại thì chúng ta là những người đã gọi là sáng lập thì tất nhiên là chúng ta cũng phải có công sức ở trong đấy để chúng ta thúc đẩy. Đã gọi là sáng lập thì bao giờ cũng cũng phải chịu những các cái hoàn cảnh như vậy. Nên là nhưng mà bù lại thì thành quả thì ở tương lai thì nó xa, nó đẹp, và em chỉ hiểu là như vậy thôi. Chắc chắn anh Biên, và anh Biên xin lỗi Julie hỏi là anh Biên đã là người thành viên sáng lập chưa hay là anh Biên mới vào họp cuộc họp đầu tiên? Em chỉ biết đến sáng nay thông qua chị của em cho em thông tin thôi. Wow. Anh mới biết, anh chưa trở thành, nhưng mà anh có một cái suy nghĩ rất là hay. Cảm ơn anh rất là nhiều đã chia sẻ cái điều đó. Chúng ta là những thành viên sáng lập thì chúng ta cũng phải nên bắt tay vào và thúc đẩy và giúp đỡ. Cho nên Julie hy vọng rằng anh sau cái cuộc họp này anh sẽ trở lại với người chị để mà trở thành thành viên sáng lập, tại vì Julie thấy cái sự suy nghĩ của anh, Julie thấy rất là cảm ơn anh rất là nhiều. Vâng, em xin chào mọi người. Vâng, vâng. Cảm ơn anh. Anh Hữu Phước, Julie thấy anh Hữu Phước giơ tay lên, anh làm ơn mở cái mic của anh. Xin chào chị Zumi, với anh Sơn. Cho em hỏi cho cái này một chút xíu. Thì em cũng được một người bạn giới thiệu vào đây, em cũng là hiện cũng là thành viên sáng lập, nhưng mà em cũng có giới thiệu một người vào nữa, nhưng mà cũng nhờ cái chị trước kia dẫn dắt làm cái đưa vào, nhưng mà bây giờ em muốn biết là cái cách mà mình là làm cái thủ tục cho những cái người mà kế tiếp đó thì cái làm bằng cách nào để mà em làm cho nó đúng á, chứ mỗi cái mỗi hỏi bảo trợ cấp trên hoài thấy cũng ngại, cho nên em muốn hỏi cái cách. Dạ, tốt nhất đó anh là anh vào rồi thì anh sẽ phải vào trong cái văn phòng ở trên online của anh đó. Nó có một cái nút để mà anh có thể bấm vào và anh lấy một cái link đó để anh chia sẻ cho những người tiếp theo. Và anh vẫn cứ làm vậy, anh nói chuyện với ai và họ ready, họ bắt đầu, họ đăng ký vào đó thì anh phải vào vô trong đó. Thì nó gọi là cái link của tôi đó, anh không biết tiếng Việt là gì, Julie chắc để qua cho Sơn, tại vì nói về tiếng Việt thì Sơn rành hơn là Julie ở bên này nói về tiếng Anh. Thì Sơn có thể nói sơ qua cho anh làm như thế nào không Sơn? Dạ. Anh Phước ơi, khi anh trở thành founder thì anh sẽ có một cái back office văn phòng trên mạng của mình ha. Anh đăng nhập vào đó thì anh sẽ truy cập vào cái mục là liên kết của tôi. Anh sẽ lấy cái link đăng ký và gửi cho khách hàng. Thì sẽ hướng dẫn khách hàng đăng ký vào cái form đăng ký ha, bao gồm họ tên, email, số điện thoại, quốc gia và nhập mã cấp gia. Và anh làm theo hướng dẫn thì sẽ đăng ký cho người bảo trợ của mình. Tuy nhiên là em đã có cái video để hướng dẫn anh cách đăng ký cho thành viên đó. Thì em sau webinar này em sẽ gửi anh cái thông tin đó để anh có thể xem và có thể làm thế nào để giúp cho những người bạn của mình đăng ký nó tốt hơn ha. Ồ, tuyệt vời quá. Cảm ơn anh Sơn. Cảm ơn chị Zumi. Dạ. Dạ vâng. Dạ. Cảm ơn anh. Hello anh Biên Thùy, em có thấy anh muốn đặt câu hỏi trong cái phần chat thì anh có thể bật mic của mình lên và anh đặt câu hỏi. Okay. Anh Biên Thùy chưa có hỏi. Chị Julie ơi, có chị Dương Thúy Hà có hỏi là dự kiến bao giờ công ty ra mắt sản phẩm ạ? Như lúc nãy Julie có chia sẻ với tất cả chúng ta rằng những sản phẩm của công ty On Passive của chúng ta sẽ ra từng đợt, từng bước
từng bước một. Cho nên hiện tại bây giờ chúng ta sẽ không có cái ngày, nhưng nếu chị là một người thành viên sáng lập của công ty, thì trong vòng tháng này công ty của chúng ta sẽ có cái back office mới, và trong đó sẽ có những cái lịch trình cho chúng ta biết là những gì sẽ ra, những gì sẽ nói chuyện, những cái chuyện gì sẽ xảy ra, thì chị phải trở thành những nhà thành viên sáng lập thì mới biết được những cái đó. Cho nên là chị không biết là chị có phải là thành viên sáng lập chưa. Nếu mà chị là thành viên sáng lập thì chị nên theo dõi những gì đang xảy ra trong cái văn phòng trên mạng của mình. Yeah, cảm ơn chị Julie. Chị Tuyết Nguyễn ơi, em có mở mic cho chị đặt câu hỏi ha. Vâng, cho tôi xin hỏi là tôi vừa được biết cái Zoom này sáng nay và một người chị, thì tôi muốn hỏi là cái khi tham gia cái ba mức ban đầu, mức phí là 102 đô ấy, thì là cái bước thứ hai mình không cần tham gia nữa thì mình có được quyền lợi không ạ? Thưa chị, cái thứ nhất là chị trở thành một nhà thành viên sáng lập 102 đô, cái đó chỉ cho mình một cái cơ hội để mình tìm hiểu thêm, để mình học hỏi, để mình biết thêm. Julie cũng có chia sẻ với chị như lúc nãy, là khi mà chúng ta trả cái tiền đó vào rồi, chúng ta sẽ có rất là nhiều cơ hội để chúng ta coi, chúng ta xem những cái khách hàng. Nếu mà chị đã trở thành một nhà thành viên sáng lập mà chị không có đóng cái phần tiền số 2, từ 200 tới 300 đô thì nó không có tốt cho chị. Tại vì tới lúc đó thì chị mới, khi mà chị đóng cái tiền đó vào thì chị mới có thể được kích hợp những cái gì xảy ra, có nghĩa là những cái tiền thưởng, những cái sản phẩm ở trong đó. Và nếu mà chị không có đóng cái phần tiền đó thì chị sẽ không được nhận những cái lợi ích, những cái lợi tức mà hoặc là những cái benefit mà công ty On Passive đưa ra cho chị. Cho nên nếu mà chị đã quyết định trở thành một nhà thành viên sáng lập thì cái phần thứ hai mình cũng nên đóng. Hiện tại bây giờ nếu mà mình có những sự khó khăn cũng không sao hết. Nếu chị là những người tích cực chia sẻ những chuyện, những gì xảy ra, những cái website chia sẻ mời và mọi người vào, thì khi đó khi mà công ty On Passive ra bắt đầu thử rồi đó, thì chị sẽ nhận một số tiền bonus, và cái tiền bonus đó sẽ giúp cho chị để đóng cái phần tiền số 2. Cho nên 102 đô là cái phần đầu, nhưng nếu chị không đóng lần thứ hai sẽ không có lợi cho chị. Khi mà chị đã quyết định vào rồi thì chị quyết định vào, nhưng đừng có lo, cái phần số 2 sẽ có cơ hội cho chị đóng cái phần đó nếu mà chị bị trục trặc, bị khó khăn để đóng cái phần đó. Có nghĩa là tôi cũng có một chút quyền lợi ở trong đó, cũng có tiền, nhưng mà ít thôi gì hả chị? Dạ không, hiện tại bây giờ tất cả chúng ta ở đây không có ai nhận một số tiền nào hết. Tại vì cái thứ nhất là chúng ta có sản phẩm, nếu sản phẩm chưa bán, sản phẩm ra đời thì chúng ta không có tiền. Nhưng cái phần tiền mà nó sắp tới cho chúng ta nó sẽ nhiều hơn ý tưởng tượng của chúng ta. Tại vì những sản phẩm của công ty On Passive của chúng ta là những sản phẩm hàng đầu, những sản phẩm mà tất cả mọi người đều tham gia. Nếu mà chị chỉ đóng 97 đô thôi mà sẽ không có tiền liền. Thật sự là em ở trong cái công ty này đã hơn 2 năm rồi, và công ty chưa ra đời, và công ty chưa bán sản phẩm. Hiện tại bây giờ em vẫn chưa nhận được tiền. Yeah. Không, nhưng mà khi mà chạy chính thức bán sản phẩm ấy, thì cái người mà tham gia 102 đô thì họ cũng có được quyền lợi gì chị? Dạ được chị, nếu chị đóng cái phần 200-300 đô. Khi công ty chạy chính thức thì 102 đô họ vẫn có tiền, nhưng không nhiều thôi, đúng không? Không nhiều bằng đóng thêm. Chị phải đóng cái phần thứ hai thì chị mới có thể rút ra được. Nếu mà chị không đóng phần thứ hai, ví dụ như trong cái túi của chị nó có mấy ngàn đô đi, chị cũng vẫn không có lấy ra được. Tại vì chị phải đóng cái phần thứ hai để làm sao nó kích hợp cho chị, để chị có thể vào đó để lấy được và để nhận được những cái lợi ích. Có nghĩa là cũng cái ban đầu, mức ban đầu là 102 đô cũng có tiền rồi, nhưng mà mình không rút được, mình muốn thêm tiền nữa thì không đầy đủ quyền lợi. Dạ không, hiện tại bây giờ không ai có tiền hết chị. Không, em hiểu là hiện tại là không ra có tiền. Khi chạy chính thức, khi mà có sản phẩm ra mắt và bán được hàng, chạy chính thức toàn cầu, thì người tham gia mức đầu tiên mà thành viên sáng lập đấy là 102 đô đó, thì họ vẫn có quyền lợi và sẽ có ở tài khoản họ cũng có tiền, nhưng mà ít thôi không chị, vài trăm đô hay ba chục đô cũng có. Cái câu hỏi của chị nó thực sự mà nói là mình có tiền ngay lúc đó hay không thì mình thật sự mình không biết, là tại vì cái
cái văn phòng của mình, cái doanh nghiệp của chị lúc đó nó đang khóa, cho nên chị sẽ không có thấy được. Chị biết là cái 200 tới 300 đô đó mà khi mà chị trả cái phần đó, chị mới làm chủ cái doanh nghiệp, đúng không? Và chị chưa có trả cái phần đó thì chị chưa có làm chủ cái doanh nghiệp, thì chưa có làm chủ cái doanh nghiệp thì sẽ không có tiền lời, đúng không chị? Cho nên cái phần 200 với 300 đó là cái phần là mình bắt buộc mình phải trả. Nếu mà chị đóng cái 97 hay 102 đô đó thôi thì chị cứ, mà chị không có đóng cái phần kia thì chị sẽ không có một cái lợi ích nào hết. Chị phải đóng cái phần thứ hai, chị mới có thể mở cái chìa khóa đó ra, mới có thể lấy được và mới có thể thấy được những gì đã xảy ra trong đó. Thế còn chị vừa nói là mình đã có bị kẹt về mắc về về kinh tế thì có thể mình được hỗ trợ là lấy cái tiền nào để đóng, lấy cái tiền khi nào mà để đóng. Ví dụ như bây giờ chị vào mà chị không có làm gì hết, chị đợi cho đến khi ra. Vâng. Xong rồi chị đợi cho cái công ty nó ra, xong rồi nó lấy trí tuệ nhân tạo, nó đem khách hàng cho chị, thì lúc đó chị mới có tiền, đúng không? Nhưng nếu cái thời gian mà chị đợi đó, chị lấy cái thời gian mà chị đợi, chị để chị đi chia sẻ với người khác, mà những người về khác khi mà họ vào trong thời gian mà công ty ra mắt chạy thử, trong cái thời gian mà họ vào trong công ty của chị, thì chị sẽ nhận được một cái số tiền bonus nhỏ, mà những cái số tiền đó chị sẽ dành dụng để làm sao trả cho cái phần 200 tới 300 đó. Chị sẽ nhận được tiền, chị sẽ nhận được tiền bonus trước khi chị trả cái phần tiền đó, nhưng với điều kiện là chị phải chia sẻ, đúng không? Hoặc là chị đợi cái công ty nó đem khách cho chị. Nếu mà em là người như chị, em là một người muốn làm chủ cái doanh nghiệp này, mà em muốn chia sẻ với mọi người về cái doanh nghiệp này, và em muốn là khi công ty ra mắt là em có tiền liền, thì em sẽ lấy những cái lợi, những cái sức mạnh của em, những cái trí khôn của em để làm sao chia sẻ. Thì những người mà vào trong cái công ty ngay lúc đó đó, thì em sẽ được tiền, nhưng em sẽ không có lấy được cho tới khi em trả cái phần tiền kia. Vâng, em cảm ơn chị. Yeah. Vâng, cảm ơn anh chị ạ. Yeah. Chị Tuyết còn đặt câu hỏi nào thêm không chị? Dạ, thôi ạ. À, vâng, cảm ơn. Dạ, cảm ơn chị. À, nghe, anh thấy em có giơ tay, em đặt câu hỏi thì em mở mic lên đặt câu hỏi ha. Câu hỏi của em là... Hoa đầu Nguyễn Văn Nga xin được tương tác cùng với lại... hội đồng phòng Zoom On Fascist Việt Nam cùng một số những người mới. Do chị Julie có thể hiểu tổng quan nhưng mà không hiểu được cái ngôn ngữ của người mới hỏi để chia sẻ đúng hơn đó. Thì chúng ta vào 102 đô là chúng ta lấy một cái vị trí làm nhà sáng lập, và chúng ta kích tài khoản một lần nữa là 200-300 đô, đó là chúng ta mở cái chìa khóa doanh nghiệp của chúng ta, và chúng ta được làm tổng đại lý dùng tất cả sản phẩm miễn phí của công ty và kinh doanh, và toàn thể công ty kinh doanh trên toàn cầu có lợi nhuận sẽ chia lại phần tiền cho chúng ta. Và để nộp cái phí sau á, thì có thể thời gian từ một ngày đầu tiên đến 6 tháng, thì cái thời gian đó rất thoải mái cho chúng ta để chúng ta chuẩn bị. Và cái mọi người hãy coi đây là một cái cơ hội tuyệt vời, vì một cái công ty trí tuệ nhân tạo sản xuất ra phần mềm ứng dụng hoàn toàn trên công nghệ trên toàn cầu đều dùng, thì mọi người có thể là kết nối chia sẻ xây dựng hệ thống, mình là người bảo trợ thì mình sẽ có cái quyền lợi trong đó, khi công ty khởi chạy sẽ trả cái tiền hoa hồng cho chúng ta lâu dài và bền vững mãi mãi. Thì đấy là em muốn chia sẻ thêm với chị vừa nãy. Còn em muốn nói thêm với cộng đồng, chúng ta cũng biết là đủ gió thì trong trống sẽ quay, mà đủ nắng thì hoa sẽ nở, mà đủ niềm tin yêu vào On Fascist thì chúng ta sẽ có hạnh phúc vô bờ bến. Không đâu có được một cái nền tảng công nghệ trí tuệ nhân tạo, một cái mạng xã hội, những cái sản phẩm cho chúng ta làm nhà sáng lập, và bất kỳ một ai là thành viên nào, dù là bên bất động sản hay là kinh doanh thực phẩm chức năng, chúng ta vào đây được công ty sẽ thiết lập cho một cái website, một cái tên miền mang thương hiệu của mình để tự động bán hàng, tự động tiếp thị, tự động quảng cáo cho chúng ta, là một cái doanh nghiệp của chính mình quản lý và phát triển. Mà mình phát triển được nhiều là tốt, bảo trợ được càng nhiều người, quyền lợi chúng ta càng lớn. Và chúng ta không có bảo trợ được hoặc không phát triển được thì chúng ta là người thụ động. Công ty kinh doanh thích hợp với xu thế toàn cầu, với nền tảng rất lớn, sẽ có rất nhiều dòng tiền thu nhập, và công ty sẽ chia lại một phần cho
đồng đều mọi nhà sáng lập ạ. Em xin góp ý kiến như vậy ạ. Dạ em cảm ơn mọi người đã tương tác dành cho em. À, anh Ngô Bá Khá, em thấy anh có giơ tay, anh mở mic để đặt câu hỏi đi ạ. Xin mời anh. Anh đặt câu hỏi đi anh. Ok. À, hiện tại không có câu hỏi nào ở trong phần chat nữa, chị Julie ơi. Cảm ơn Sơn. Thật sự mà nói là tất cả chúng ta ai cũng biết rằng chưa có bao giờ chúng ta có một cái doanh nghiệp mà chúng ta chỉ có trả 102 đô, 97 đô và 5 đô là lệ phí. Julie biết rằng tất cả chúng ta đã có những cái doanh nghiệp đã tham gia vào những cái công ty khác và chúng ta đã mất rất là nhiều tiền. Quý vị cũng biết rằng, tất cả chúng ta biết rằng cái doanh nghiệp này nó sẽ không có với chúng ta nữa đâu. Thật sự mà nói rằng những cái mà quý vị đã thấy, những cái building mà quý vị thấy, những cái tòa nhà mà quý vị thấy là công ty OnPassive của chúng ta có tới gần cả 1.000 nhân viên làm việc. Và quý vị có biết gì không? Các nhân viên làm việc đó là những nhân viên làm đã làm có nhiều năm kinh nghiệm, đã vào và những cái tiền lương của họ trả cũng phải rất là cao cho họ để mà có họ ở lại và vào trong công ty làm việc với công ty OnPassive. Những cái số tiền phải trả ra hàng ngày, những cái số tiền phải trả cho những cái tòa nhà như vậy thì đều ra từ túi của anh Ash và gia đình của anh ta. Cái 97 đô la mà tất cả chúng ta trả cho công ty OnPassive để trở thành một vị sáng lập của công ty OnPassive của chúng ta chưa có động tới. Cái số tiền đó sẽ trở vào, sẽ dùng khi OnPassive bắt đầu ra, những cái số tiền đó sẽ trả tiền vào trong những cái truy cập, những cái lưu lượng truy cập mà chúng ta nói hàng ngày. Cho nên quý vị, đây là một cái cơ hội mà quý vị sẽ không bao giờ thấy nữa đâu. Nhưng sau này quý vị sẽ thấy công ty OnPassive có những cái sản phẩm mà tất cả chúng ta sau này đều cần phải dùng và đều dùng. Tại vì nó nhanh nhẹn, nó dễ xài, nó dễ dùng. Và cái thứ nhất nữa, nếu mà quý vị có những cái doanh nghiệp riêng của mình, khi mà quý vị dùng những cái sản phẩm của công ty OnPassive, nó sẽ không có tốn tiền quý vị nhiều. Cho nên Julie hy vọng là rằng quý vị sẽ trở lại với người chia sẻ cái cơ hội này cho quý vị để trở thành một nhà thành viên sáng lập. Xin mời anh Phi. Anh Phi ạ. Alo. Dạ nghe rồi chú. Xin chào chị Jimmy. Xin chào tất cả các anh chị em đang theo dõi buổi Zoom hôm nay. Tôi thì cũng được chia sẻ cái cơ hội để tham gia là founder của công ty OnPassive, thì tôi cũng mới tham gia hôm qua thôi. Thì tôi cũng tìm hiểu, cũng nắm bắt được một số các cái tiềm năng của công ty. Thế thì hôm nay thì tôi xin hỏi mà chị Suzy một ý, tức là hiện tại thì các cái thành phần là nhà tham gia, là nhà founder, nhà sáng lập ấy, thì từ trước đến nay là bắt đầu đã thực hiện từ cái mốc là năm 2018 đến nay đều tham gia và phát triển những người nắm bắt để trở thành founder như thế này, là cái thời điểm đó là bắt đầu từ năm 2018 và mọi người thì chưa được hưởng quyền lợi gì. Thì đấy là ý thứ nhất, tôi muốn hỏi rõ xem thời điểm bắt đầu của những người tham gia sớm nhất và giá lúc đó là để tham gia là đặt một cái chỗ là mình là founder nhà sáng lập cái cũng là 97 đô và cộng với 5 đô như bây giờ hay lúc đó khác hơn. Đấy là ý thứ nhất. Hiện cái ý thứ hai tôi muốn hỏi là xin lỗi anh cho Julie trả lời, xin lỗi chú cho Julie trả lời cái câu hỏi đó, là hiện tại bây giờ mình chưa có biết chắc chắn là cái số tiền đó có lên hay không, hoặc mình cũng chưa biết chắc chắn là anh Ash Mufar có còn những cái vị trí nhà thành viên sáng lập hay không, có thể sẽ ngưng và có thể sẽ lên giá nếu vẫn tiếp tục. Cho nên là đây là một cái cơ hội và một cái thời gian chúng ta không còn nhiều nữa.
Ý tôi hỏi là thời gian trước đây, tức là cái thời điểm để như thế là kết nối lan tỏa để mọi người có quyền được sở hữu là founder, nhà sáng lập thì bắt đầu từ năm nào và giá của thời điểm là bao nhiêu, chứ tôi không hỏi cái thời gian tới ạ. Thời gian tới thì tôi biết rồi. Dạ, thời gian trước, từ trước đến giờ là 97 đô chưa có thay đổi và nó bắt đầu từ hồi tháng 7 năm 2018, thưa anh. Tôi được biết một thông tin mọi người chia sẻ là công ty sẽ như thế là kết nối cộng đồng và khi nào các cái founder đạt được số lượng là 1 triệu thành viên thì công ty dừng lại, cái ý đó có đúng hay theo có đúng dạ, hay không? Hoàn toàn sai, hoàn toàn sai. Cái đó là chỉ có những dự định của mọi người thôi chứ không phải từ trong công ty. Có nghĩa là cái số lượng đó có thể tăng lên chứ chưa hẳn nó là 1 triệu, đúng không? Có thể tăng lên hoặc có thể dưới 1 triệu, hiện tại bây giờ chưa ai biết hết, thưa chú. Tôi hỏi một ý nữa, tức là nếu như sau này một người mà đăng ký là founder và mình được sở hữu một cái tên miền và được sử dụng cái các cái phần mềm ở trong cái ID của mình, Bookfit của mình ấy, thì mình có thể nhường cho con nó sử dụng có được không ạ? Con hoặc là dạ nhường cho người khác ấy. Mình có thể nhường cho người khác bằng cách mình bỏ vào những cái di chúc của mình. Thứ hai nữa là tôi hỏi là hiện nay thì giai đoạn này là công ty chưa public, chưa khai trương chính thức. Thế thì cái giai đoạn này mọi người kết nối và như Juni có nói là sau này thì cái số lượng mà thành phần mình kết nối được nhiều các cái đối tác bên dưới mình ấy, thì nó cái quyền lợi của mình sau này trên một cái tài khoản như thế là founder của mình nó khác gì so với những người mà không kết nối? Đấy là ý thứ nhất. Và sau đó là cái giai đoạn mà khi công ty bắt nick bắt đầu chạy rồi đấy, tôi vẫn nghe nói là tiếp tục kết nối để hưởng bonus ấy, thì tôi muốn nghe Juni giải thích kỹ xem là sau này đã bắt nick rồi, tức là trong tay mình đã sở hữu được các phần mềm do công ty cung cấp rồi, thì cái công việc tiếp theo và cái việc kinh doanh chính của giai đoạn sau bắt nick nó là những cái động là những cái công việc chủ yếu gì để mang lại nguồn lợi cho mình ở cái quyền mình được sở hữu cái các cái phần mềm công ty đấy. Tôi muốn hỏi ý đó là Julie phân tích kỹ thêm về cái ý đó. Julie nghĩ là chắc Julie cần Sơn là nói ngắn gọn lại cho Julie để Julie hiểu, nhưng theo Julie hiểu sơ sơ quá, chú đang nói đó là tất cả chúng ta ai vào trong công ty chúng ta có một cái account hay 10 cái account hoặc là 100 cái account chúng ta cũng đã thắng rồi. Thắng nhanh hay thắng nhiều hay thắng ít thì là tùy vào chúng ta, nếu mà chúng ta chia sẻ và chúng ta có đội nhóm lớn thì chúng ta sẽ thắng lớn, thắng nhanh hơn. Nhưng nếu chúng ta không có ai đi chăng nữa, chúng ta chỉ có một mình chúng ta đi thôi đi chăng nữa thì chúng ta cũng thắng. Nhưng cái thời gian đó nó sẽ kéo dài hơn một chút xíu. Quý vị phải cảm nghĩ, quý vị phải biết rằng đây là một cái cơ hội cho chúng ta làm chủ một cái doanh nghiệp. Làm chủ một cái doanh nghiệp như thế nào? Nếu mà chúng ta làm chủ một cái doanh nghiệp là chúng tất cả người sau lưng của anh Passive như anh Ash và những nhân viên đã làm những cái chuyện đó cho chúng ta. Nhưng nếu chúng ta ngồi trên tay của chúng ta không làm cái gì thì như Việt Nam mình hay nói là Julie không biết dùng cái nào mà lịch sự hơn nữa, nhưng mà Việt Nam mình hay nói là cứ ngồi chờ sung rụng. Mà chúng ta cứ ngồi chờ sung rụng thì cái thời gian mà chúng ta ngồi chờ đó nó sẽ mất thời gian cho chúng ta, trong khi những người xung quanh cho chúng ta được hưởng những cái lợi tức đó, thì những cái mà chúng ta nên làm bằng cách chia sẻ. Còn sau này khi công ty chúng ta ra đời mà chúng ta phải làm gì đó thì thật sự mà nói lúc đó là cái công việc nó mới bắt đầu. Có nghĩa là chúng ta đã mở cái cửa hàng rồi, công ty On Passive sẽ làm hết tất cả những cái điều đó cho chúng ta. Nhưng quý vị lúc đó đã nhận được những lợi tức, những cái bonus trong túi của mình, tại sao mình đi không đi chia sẻ và làm cho mọi người, chúc lành mọi người bằng cách chia sẻ? Cho nên là những cái việc mà cần phải làm sau này khi công ty ra đời thì thật sự mà nói là mình, cái việc đó là tùy vào mỗi người chúng ta. Có những người thôi tôi làm đầy đủ rồi, thôi tôi đi chơi thoải mái, tôi đi để mà xài những cái tiền mà tôi lấy. Còn những người ở đây nói rằng
công ty OnPassive cho tôi cái cơ hội này thì tôi sẽ lấy cái cơ hội này, lấy những cái số tiền mà chúng tôi đang có để chia sẻ với những người nghèo, để thay đổi đất nước, để thay đổi cái cuộc sống của mọi người. Cái đó là những cái công việc mà chúng ta tự phải nghĩ, chúng ta phải tự nghĩ tới. Còn về vấn đề mà lưu lượng truy cập, về vấn đề đó thì công ty OnPassive đã có công nghệ, đã có trí tuệ nhân tạo và máy học làm cho chúng ta rồi. Không biết là Sơn, Julie hiểu chỉ có sơ sơ như vậy thôi, Julie trả lời như vậy. Julie thiếu cái gì thì Sơn có thể cọc thêm vô cho chú. Dạ em thấy vậy cũng ổn rồi. Chú thấy có cần phải hỏi thêm gì không? Tôi hiểu rồi ạ. Bởi vì tôi ý của tôi hỏi là thế này, tức là ở giai đoạn này mình đang kết nối để như thế là tạo ra cái anh em trong cộng đồng có được cái quyền đặt một cái viên gạch đầu tiên gọi là sở hữu, là founder, là cái người sở hữu, là cổ đông của công ty. Và sau khi công ty public ấy, thì rõ ràng việc của mình lúc đó nó khác bây giờ, có nghĩa không phải là kết nối những người để sở hữu nữa, và mình trong tay có được các cái bản quyền công ty, thì lúc đó là mình sẽ chia sẻ để giới thiệu với các bạn bè, giới thiệu các doanh nghiệp, giới thiệu với cộng đồng là họ sẽ sử dụng cái phần mềm của mình để giúp tăng thêm khách hàng cho công ty. Thì hai cái công việc đó, ý tôi muốn nói là nó sẽ khác nhau rất là nhiều so với giai đoạn này. Ý tôi muốn làm rõ việc đó thôi. Tôi hiểu rồi. Cảm ơn Jimmy. Dạ vâng, cảm ơn chú. Xin mời các anh chị, ở trong cái phần chat của anh Trương Công Thức có nói là lãnh đạo giới thiệu tổng quan về công ty đi ạ. Thì chắc là anh Thức vào trễ. Chúng ta bắt đầu từ 9 giờ và 9 giờ bắt đầu chia sẻ tổng quan cái cơ hội OnPassive. Cho nên hy vọng là tuần sau anh Thức có thể vào sớm hơn hoặc là quay trở lại với cái người mời anh để họ có thể chia sẻ lại ha các anh chị. Xin mời các anh chị khác đặt câu hỏi. Julie, hiện tại bây giờ chỉ còn 10 phút nữa thôi Sơn. Julie phải trở về nhà có một cuộc họp trong vòng 1 tiếng đồng hồ đó. Thì yeah, nếu mà quý vị không có câu hỏi thêm nữa, ngày hôm nay chúng ta có thể ngưng cái cuộc họp này, Sơn. Dạ. Yeah. Ok, cảm ơn chị Julie. Mình còn 2 phút nữa ha. Xin mời. Xin mời các anh chị, ai muốn đặt câu hỏi cuối cùng thì xin giơ tay để đặt ha các anh chị. Nguyên có Nguyễn Đẹp hả? Hay là có hỏi là cuộc họp của mình có bao nhiêu lần thì... trong tuần thì chúng ta có 2 buổi họp, một buổi họp cho người cho các vị lãnh thành viên sáng lập và buổi họp thứ hai là cho những người mới. Thật sự mà nói là vì cái giờ ở bên Mỹ khác biệt nhau cho nên chúng ta không có nhiều thời gian để họp chung với nhau. Nhưng nếu quý vị vào trong công ty, vào trong cái back office của mình thì quý vị sẽ được cập nhật những cái tin tức ở đó. Thưa quý vị, tất cả những tin tức mà quý vị coi từ những cái Telegram group hay Facebook hay là WhatsApp hay Zalo, những cái tin tức mà quý vị nhận trong đó nó hoàn toàn không có đúng 100% nha quý vị. Quý vị muốn nhận được những tin tức đúng thì quý vị có thể vào trong cái back office của quý vị và vào trong cái buổi họp như thế này. Những cái mà Julie chia sẻ với quý vị, Julie là một vị lãnh đạo trong công ty OnPassive thì Julie sẽ là người đứng ra để chia sẻ những cái tin tức chính xác cho quý vị. Cho nên tất cả các anh chị em của chúng ta, Julie muốn biết, Julie muốn nói rằng tất cả chúng ta thấy những tin tức ở ngoài thì nên hỏi trước coi thì những cái tin tức này có đúng hay không trước khi chúng ta chia sẻ với mọi người. Julie muốn nói như vậy tại vì Julie không có muốn anh chị em nào chia sẻ những điều hoặc là những cái tin tức không đúng. Đặc biệt nếu mình chia sẻ những cái tin tức không đúng cho những người mới sẽ làm cho họ hoang mang, sẽ làm cho họ không hiểu và sẽ làm cho họ bị bực mình khi mà họ tìm ra những cái công ty, những cái tin tức thật thì sẽ không có tốt cho mình. Cho nên tất cả các anh chị em mới vào trong công ty, vào trong cái cuộc họp ngày hôm nay, đây là nơi mà quý vị có thể nhận được những cái tin tức chính và những cái câu hỏi của quý vị mà hỏi mà Julie không có thể trả lời được thì Julie sẽ chạy đi kiếm câu trả lời và kỳ tới sẽ trả lời cho quý vị. Cho nên là quý vị đừng lo, quý vị vào những cái buổi họp như thế này. Thưa quý vị, công ty OnPassive của chúng ta rất là lớn. Một buổi họp cũng sẽ không giúp quý vị hiểu hết được tất cả đâu. Nhưng nên tin tưởng cái người mời mình vào.
và nên nên tin tưởng cái người người mời mình vào để vào những cuộc họp như thế này để chia sẻ và để học hỏi thêm. Thưa quý vị, đối với Julie đây đã hơn 2 năm. Julie vào trong công ty On Passive của chúng ta là ngày 28 tháng 3 năm 2019. Cho tới tháng 12 năm 2020, Julie mới có thể hiểu được một tí của On Passive thôi. Và từ thời gian tháng 1 năm 2021 cho tới giờ là Julie vẫn cứ tiếp tục tìm hiểu thêm. Julie vào tất cả những cái webinar, những cái cuộc họp để họp, để làm sao mình có thể làm thêm, bổ túc thêm những cái điều mà mình cần phải học. Cho nên công ty On Passive của chúng ta rất là rộng. Vào một buổi họp như thế này quý vị sẽ không hiểu hết đâu. Cho nên Julie hy vọng rằng quý vị tin tưởng những người chia sẻ đối với mình và trở lại với họ và nói họ rằng có cái buổi họp nào thì nên cho em biết để em vào em xem, em nghe. Quý vị vào thì từ từ quý vị sẽ hiểu nha quý vị. Cảm ơn tất cả các anh chị em vào trong cuộc họp ngày hôm nay. Chúc quý vị có một ngày vui vẻ, một ngày bình an, một ngày hạnh phúc. Và hẹn gặp lại quý vị trong tuần tới. Cảm ơn tất cả các anh chị em rất là nhiều. Julie xin chào ạ. Cảm ơn chị Julie. Xin cảm ơn tất cả anh chị em, đặc biệt các khách mời đã sắp xếp thời gian tham dự webinar sáng hôm nay. Trước khi kết thúc thì em xin có vài lời để nhắc các anh chị luôn là cái webinar này có được thu hình lại. Các anh chị sẽ hỏi những người mời các anh chị vào webinar hôm nay và xin họ cái đường link để xem lại cái video này để các anh chị có thể hiểu hơn về On Passive. Thứ hai về lịch webinar trong tuần thì tối thứ bảy lúc 8 giờ rưỡi là dành cho các founder và sáng chủ nhật lúc 9 giờ là dành cho các khách hàng mới. Đây là cái lịch cố định hàng tuần. Các anh chị hãy sắp xếp thời gian, công việc và gia đình để có thể tham dự đúng giờ. Đặc biệt là sáng chủ nhật, các anh chị chỉ cần vào trễ 5 phút là các anh chị đã mất đi rất là nhiều cái thông tin quan trọng ban đầu. Cho nên các anh chị hãy đến sớm hơn và để chúng ta bắt đầu đúng giờ. Các anh chị sẽ nhận được nhiều thông tin đầy đủ và trọn vẹn hơn. Xin cảm ơn tất cả các anh chị đã dành thời gian. Xin cảm ơn tất cả anh chị em founder đã mời những người bạn của mình vào tham dự và lắng nghe chia sẻ cơ hội sáng hôm nay. Xin chúc các anh chị có nhiều niềm vui. Xin hẹn gặp lại các anh chị.